iPhone 15 có gì đặc biệt mà vừa ra mắt người người đã tới tấp đòi chốt đơn, không hát ngày 13 tháng 9, giờ Việt Nam, Apple đã trình làng bộ sản phẩm mới với bộ 4 iPhone 15 với những thay đổi đáng chú ý về cổng sạc và những cải tiến mạnh mẽ về thiết kế cho phiên bản Pro và Pro Max. iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max đều đã sử dụng khung viền Titan mới, loại vật liệu mới mang lại trọng lượng nhẹ và độ bền cao hơn so với viền thép truyền thống. Ở phiên bản Pro Max, Apple trình làng camera dung quan học 5X với tiêu cự tương đương 120mm hai mẫu máy cao cấp sẽ sử dụng chip Apple A17 Pro với hiệu năng mạnh mẽ. Đáng chú ý, toàn bộ 4 phiên bản iPhone mới sẽ sử dụng cổng sạc USB-C, kết hợp cấp USB 3.0 với tốc độ lên tới 10GB trên dây, nhanh hơn 20 lần so với USB 2.0. Đây là dấu chấm hết cho cổng Lightning truyền thống của iPhone, đây cũng là lần đầu tiên người dùng tại Việt Nam có thể mua iPhone chính hãng ngay trong tháng ra mắt. Website của Apple cho biết họ có thể đặt hàng từ ngày 22 tháng 9 và nhận máy vào 29, 9. Thời gian này chậm hơn một tuần so với một số thị trường top đầu. Tuy nhiên, các năm trước, người dùng thường phải chờ khoảng 1-2 tháng trước khi có thể mua iPhone chính hãng. Ngoài ra, cửa hàng trực tuyến Apple Store Online cũng giới hạn người dùng chỉ được đặt trước tối đa hai sản phẩm mỗi loại. Theo ông Đoàn Việt Dũng, đại diện hệ thống showroom, việc Apple bán sớm iPhone 15 cho thấy thị trường Việt ngày càng được hãng coi trọng.